Ok, xin chào các bạn, Di Sắc Fan yêu quý của Velo Lê Thái Tổ. Vâng, và trong buổi livestream trong buổi chiều ngày hôm nay thì Velo sẽ xin giới thiệu cho các bạn phiên bản Di Sốc, một phiên bản Di Sốc với phối màu đặc biệt, một phối màu camo, camouflage, màu ngụy trang, họa tiết dàn di đó. Và chúng ta sẽ có một phiên bản là dàn di nâu GA100CM5A đó. Nó sẽ nằm trong một bộ sưu tập full camo cho dòng Di Sốc GA100. GA100 full camo thì chúng ta sẽ có GA100CM5 này, GA100CM8 này và GA100CM4. Ok, và Velo sẽ giới thiệu cho các bạn lần lượt từng phiên bản một trong cái bộ sưu tập Di Sốc camouflage. Và nếu mà các bạn yêu thích cái phối màu camo thì các bạn có thể vào Velo này, các bạn duyệt cái phần Di Sốc này, chúng ta sẽ có cái phần mục là Di Sốc màu đặc biệt đó. Và trong cái Di Sốc màu đặc biệt này thì Velo có để ở đây là chúng ta sẽ có camouflage này, black and gold, black basic, heritage red, black and rose gold, Di Sốc trắng gương, Prezi Rasta, Bright Red và màu quân đội. Ok, có rất là nhiều các cái màu đặc biệt đã được Velo tổng hợp lại và để cho giới thiệu cho các bạn dễ dàng hơn. Ok, chúng ta sẽ kích vào cái Di Sốc camouflage này và nó sẽ tập hợp được đủ hết tất cả những cái phiên bản camouflage đang được giới thiệu chính thức tại Velo Lê Thái Tổ trong thời gian này. Ok, chúng ta sẽ đi vào mẫu GA100CM5A nhé. Ok, chúng ta sẽ, đây là cái hình, đây là những cái bộ hình đó từ phía nhà sản xuất Casio công bố đó, rất là đẹp, rất là đẹp. Nhưng mà nhiều bạn thì vậy, ngay cả bản thân Velo thôi mà khi mà chúng ta đặt mua online thì chúng ta cũng sẽ muốn là có những cái hình thực tế, và Velo sẽ đáp ứng cho các bạn cái nhu cầu này bằng những cái video live stream và đập hộp để giúp cho các bạn có một cái nhìn thực tế nhất về những chiếc đồng hồ mà mình sẽ đặt mua. Ok, vâng ạ. Và chúng ta sẽ đến với GA100CM5 với module 5081, quá là quen thuộc của dòng Di Sốc GA100 rồi. Ok, vâng, và mở hộp ra thì chúng ta sẽ có một cái, và đây mình trong cái video clip này thì mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn luôn là với các mẫu GA100 nó camo thì chúng ta sẽ thấy là một cái phiên bản màu hộp, phiên bản hộp mới cho năm 2019 này, nó sẽ gọn hơn đó. Và cái quyển sách hướng dẫn sử dụng cho module 5081 này thì nó sẽ được rút gọn lại đó, nó sẽ rất là vừa vặn thôi, nó không dày quá như là các cái phiên bản từ năm 2018 trở về trước đó. Chúng ta sẽ có một cái phiên bản hướng dẫn sử dụng gọn nhẹ hơn, và có lẽ là các bạn cũng sẽ không quá cần thiết đến cái phiên bản hướng dẫn sử dụng đó, mà chúng ta sẽ có cái phiên bản bằng tiếng Việt mà do Velo vừa mới biên soạn lại đó trong tháng 5 vừa rồi đó. Thì Velo cũng đang trong quá trình là hoàn thiện và sẽ giới thiệu chính thức đến các bạn trong thời gian tới đó. Chúng ta sẽ đến với menu này đó, Di Sốc Fan Blog này, và mục hướng dẫn sử dụng thì chúng ta sẽ ra một loạt các cái hướng dẫn sử dụng của đồng hồ Di Sốc, và chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái module máy được Velo chuẩn bị sẵn, như là Di Sốc GA100 này ở đây đó, chúng ta sẽ có Di Sốc GA100 này, và đây chúng ta sẽ có cái hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết như thế này đó. Vâng, rất rất là chi tiết, và Velo cũng ra biên dịch từ cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này ra thôi đó. Và do đó là các bạn sẽ không phải mất công các bạn tham khảo bằng tiếng Anh nữa, mà chúng ta sẽ tham khảo rất là dễ dàng với cả phiên bản tiếng Việt này, và với những cái hình mô tả rất là kỹ càng đó. Ở đây chúng ta sẽ còn có cả mô tả về bật tắt chế độ đèn tự động rất là hay, và chúng ta sẽ còn có cả mã của những thành phố ở trong chức năng giờ quốc tế trên thế giới đó, rất là đầy đủ, rất là đầy đủ. Và mình đánh giá rất là cao cái sự chăm chút của đội ngũ kỹ thuật viên của Velo đã xây dựng nên cái hệ thống hướng dẫn sử dụng mới, hoàn toàn mới này. Và mình cũng sẽ có những cái video để hướng dẫn chi tiết cho các bạn bằng video, để mà các bạn có thể nhanh chóng, dễ dàng làm quen hơn. Vì kể cả bằng tiếng Việt thì khi mà chúng ta nhìn vào những cái hướng dẫn sử dụng chi tiết này, chúng ta cũng cảm thấy rất là khá là rối mắt đó. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái bộ về bảo hành đó, GA100CM5 đó. Nó sẽ được bảo hành 5 năm đó. Đây là một thời lượng bảo hành cực kỳ là tuyệt vời của Casio G-Shock dành cho G-Shock tại Việt Nam đó. Ở đây chúng ta sẽ có một cái thẻ bảo hành với mã GA100CM5 được in rất là đẹp ngay ở trên thẻ bảo hành này luôn đó. Và cái thời lượng bảo hành của cái thẻ này là có giá trị 5 năm trên toàn quốc Việt Nam, và nó sẽ có giá trị 1 năm trên toàn cầu
Đó, chúng ta sẽ có thể mang đồng hồ của chúng ta đến tất cả các cái đối tác của Casio G-Shock trên toàn cầu. Đó, và ở đây chúng ta sẽ ở phần cuối của sách này. Đó, các bạn hãy lưu ý là phần cuối của sách này chúng ta sẽ có một nơi là để những cái thành viên nằm trong hệ thống bảo hành toàn cầu Casio G-Shock. Và nếu mà các bạn đi du học chẳng hạn thì các bạn hãy tham khảo cái quyển sách này để chúng ta có thể lấy được các cái thông tin từ những nhà phân phối chính thức của Casio G-Shock trên toàn cầu, để chúng ta có thể nhận được những cái chế độ bảo hành mà Casio người ta đã xây dựng ở trên toàn cầu như vậy. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và đặc biệt tại Việt Nam thì không có nước nào như ở Việt Nam. Đó, chúng ta sẽ nhận được thời lượng bảo hành lên đến 5 năm. Đó, đây là một thời lượng bảo hành tuyệt vời và giúp cho các bạn không bao giờ phải lo lắng về đồng hồ chúng ta nữa. Vâng, và đây sẽ là một phiên bản hộp thiếc, có thể nói là rất đẹp, rất đẹp. Mình rất thích cái sự trau chuốt và kỹ càng của Casio dành cho cái phối màu camouflage này. Nó không chỉ thể hiện ở đồng hồ mà chúng ta sẽ còn có một cái bộ phụ kiện là đúng chất camouflage này, và nó có một cái giá trị sưu tầm rất là lớn đối với các bạn đi shop fan chúng ta, phải không ạ? Ok, chúng ta sẽ mở hộp ra nha. Đó, chúng ta sẽ mở hộp ra. Dạ vâng, xin chào các bạn. Với phiên bản GA100CM5, đây sẽ là một phiên bản camouflage với camouflage màu nâu. Đó, màu nâu cát tượng trưng cho đất. Đó, các bạn nào mà yêu thích các cái bộ đồng phục của quân đội Mỹ thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ rất rất là dễ liên tưởng đến đồng phục của cái quân phục của quân đội Mỹ. Chúng ta sẽ có một phiên bản với phiên bản màu nâu cát sa mạc tuyệt đẹp, và chúng ta nó sẽ camo, hoặc cái họa tiết camo này nó sẽ là full camo. Đó, chúng ta sẽ có camo ở phần dây này, rất đẹp này. Đó, với những họa tiết camo rất là đẹp như này. Và tất cả những cái họa tiết camo này thì nó đều được in bằng mực in chất lượng cao, do đó là cái độ bền màu của nó sẽ rất là lâu. Đó, và kể cả khi mà các bạn dùng lâu mà các bạn bị đứt dây thì chúng ta vẫn có những cái phiên bản dây camo này. Đó, để Belo cũng đã trữ sẵn để cho các bạn có thể nhanh chóng làm mới lại chiếc đồng hồ của mình. Đó, chúng ta sẽ có camo ở phần dây này, chúng ta sẽ có vỏ camo này. Đó, và mặt trong của nó sẽ là một màu nâu, một màu nâu cát. Đó, rất là đẹp, rất là đẹp. Với những bạn, với những người mà thích màu nâu như Belo thì chúng tôi sẽ rất rất là yêu thích cái phiên bản này. Và mặt đồng hồ của chúng ta cũng sẽ là mặt camo luôn. Đó, các bạn có thể thấy ở đây, mặt nó bằng kim loại và nó được phủ lớp sơn camo ngụy trang quân đội, có thể nói là rất là tuyệt vời. Đó, kim giờ kim phút của chúng ta cũng sẽ là một màu nâu vàng. Đó, màn LCD sẽ là màn LCD bị động với nền đen và chữ trắng. Đó, ở cái chế độ xem giờ thì chúng ta sẽ có thể đổi hai kiểu hiển thị, đó chính là giờ số này, 6:55 PM này. Đó, và 29 tháng 5. Ok, và G-Shock GA100CM5 là phối màu đặc biệt cho dòng G-Shock GA100, do đó nó cũng sẽ thừa hưởng toàn bộ những cái tính năng của dòng G-Shock GA100. Đó, và xin chào bạn Trần Thu Hồng, xin chào bạn Phan Tấn Phát. Vâng, thì đây, mức giá niêm yết của GA100CM5 hiện tại là 5.006.000. Và đây là mức giá niêm yết chính thức và áp dụng trên toàn quốc Việt Nam. Đó, nó chưa bao gồm các cái chế độ, những cái chương trình ưu đãi của Belo. Ví dụ như là các bạn mua online được giảm 10%, và nếu mà các bạn có thẻ Belo VIP rồi thì chúng ta sẽ còn được giảm 15% nữa. Đó, và sau khi mà dậu 4.250.000 mà thôi. Đây là mức giá rất rất là hợp lý cho một phiên bản full camo. Đó, các bạn sẽ sở hữu một phiên bản full camo, và các bạn có thể thấy là dây của nó sẽ bền hơn dây sóc thông thường một chút, nó sẽ dày hơn một chút. Ok, nó rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Và ngoài ra thì các cái tính năng mà thừa hưởng từ dòng G-Shock GA100 sẽ có là shock resistance chống sốc này, magnetic resistance này chống từ này, 200 meter water resistance là chống nước ở mức 200m. Với cái mức 200m này các bạn có thể thoải mái đi bơi, đi biển và thậm chí là đi lặn xem san hô, thì đồng hồ của chúng ta không. Chúng ta sẽ còn có cả tính năng rất là hữu dụng, đó là auto light. Đó, chúng ta sẽ bật đèn ở nút reverse ở phía trên này. Đó, và khi mà các bạn giữ nút bật đèn trong khoảng 3 đến 5 giây chẳng hạn. Đó, thì cái align này nó sẽ sáng lên. Đó, và các bạn có thể thấy là các hai cái sub dial này nó sẽ hiển thị một số các tính năng, ví dụ như là align, auto align này, snooze này, alarm này, signal này. Ở đây là hai cái phần báo thức này, một báo thức đơn, báo thức lặp này. Signal là cái báo tròn giờ này, khi mà các bạn bật báo thức thì nó sẽ sáng lên như kiểu auto align vậy. Đó, và khi mà auto align như này thì các bạn để nghiêng đồng hồ lên một góc 45 độ đó, chúng ta sẽ thấy đồng hồ chúng ta sẽ sáng lên. Đó, một cách tự động mà chúng ta sẽ không phải mất công bấm bất kỳ một cái nút nào nữa, mà nó sẽ tự động sáng lên. Nó rất là tiện lợi cho các bạn mà phải xem giờ trong bóng tối. Đó. Ok, xin chào bạn Công Hiếp. Thì rất là cảm ơn cái câu hỏi của bạn. Đồng hồ G-Shock thực chất là có chống xước. Đó,
Đồng hồ của G-Shock là có chống xước với mặt bằng đá khoáng. Đó, các bạn có thể thấy ở đây trong cái phần mô tả của thông số kỹ thuật của GA100CM5 thì chúng ta sẽ có mặt kính khoáng. Đó, mặt kính khoáng này nó sẽ giúp cho đồng hồ G-Shock thì nó sẽ thiên về cái tính năng chống va đập nhiều hơn. Đó, thế nên là nó sẽ rất là hạn chế áp dụng cái mặt kính sapphire vào đồng hồ. Thứ nhất là vì sapphire thì nó chống xước tốt hơn bằng đá khoáng, nhưng nó sẽ dễ vỡ hơn. Đó, do đó là Casio G-Shock họ hay ưu tiên sử dụng đá khoáng là mặt kính của đồng hồ G-Shock, và nó sẽ thiên về khả năng chống vỡ nhiều hơn là khả năng chống xước. Và khả năng chống xước của nó đương nhiên là không bằng sapphire rồi, nhưng khả năng chống vỡ của nó sẽ vượt trội hơn sapphire rất là nhiều. Đó, và do đó là các bạn có thể thấy là đồng hồ G-Shock của chúng ta rất ít khi là bị vỡ mặt như các đồng hồ G-Shock truyền thống. Đó, và nó sẽ có thể là bị xước răm, nhưng mà các bạn có thể thấy là cái phần gờ viền của đồng hồ này nó sẽ lồi lên như thế này, nó sẽ giúp cho là cái lực khi mà chẳng may va đập vào đồng hồ nó sẽ hạn chế được phần nào nhiều nhất, trừ khi là các bạn bị một cái vật gì đó nhọn va chạm trực tiếp vào đồng hồ, ví dụ như là cái cạnh bàn chẳng hạn, nó đập thẳng trực tiếp vào cái mặt đồng hồ như này, đó thì đồng hồ mới có khả năng xước mà thôi. Đó, nhưng cái này thì thực sự là các bạn có thể bỏ qua, vì cái phần trăm mà bị xước mà Belo thấy thì nó cũng sẽ không nhiều và nó không ảnh hưởng nhiều đến quá trình sử dụng. Và khi mà các bạn bị xước, các bạn chẳng may có bị xước thì các bạn có thể thay cả bộ vỏ này. Đó, thay cả bộ vỏ này luôn. Vỏ của G-Shock nó sẽ bao gồm cả cái mặt kính và những cái nút bấm này. Và trong các video clip tiếp theo thì Belo cũng sẽ giới thiệu cho các bạn cái vỏ đồng hồ G-Shock đó được bán rời, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ gần như là chúng ta sau khi chúng ta thay dây thay vỏ tại Belo thì chúng ta sẽ nhận được một cái đồng hồ hoàn toàn mới. Chúng ta chỉ giữ lại mỗi cái nắp lưng và cái bộ máy của đồng hồ bên trong thôi, còn đâu là cái vỏ cũng như nút bấm cũng như là phần dây này chúng ta sẽ mới hết. Đó, thực sự đây là một cái cách mà Casio họ phục vụ khách hàng rất là tốt, và Belo cũng cố gắng làm sao mà thể đưa được nhiều những dây vỏ về nhiều nhất để phục vụ các bạn. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ có những cái tính năng khá là quen thuộc như là World Time. Đó, World Time là đây là Stopwatch này, đây là Countdown Timer này, bấm giờ thể thao, bấm giờ đếm ngược này, World Time là giờ quốc tế. Ok, và G-Shock GA100 thì mình cũng đã hướng dẫn sử dụng các bạn khá là nhiều lần rồi. Do đó là các bạn có thể tìm lên YouTube cái kênh G-Shock VN, cái channel G-Shock VN của Belo, và chúng ta sẽ có những cái hướng dẫn sử dụng G-Shock GA100. Hoặc là các bạn cũng có thể lên Belo để tham khảo cái belo.vn để tham khảo cái hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio G-Shock GA100 nói chung cho module 5081 này. Nó rất là đầy đủ. Nó có cả hướng dẫn bật tắt chế độ đèn tự động luôn. Đó, rất rất là đầy đủ để cho các bạn có thể chủ động các bạn tham khảo. Đó, và Belo cũng sẽ làm lại cái video clip mà mô tả cho các bạn rõ hơn về những cái hướng dẫn này, để giúp cho các bạn nhanh chóng làm quen nhất. Và cũng sẽ có những cái video clip để hướng dẫn các bạn khắc phục lại những cái lỗi có thể xảy ra trong quá trình sử dụng. Ví dụ là kim giờ, kim phút nó kim giờ và kim số nó sẽ lệch nhau chẳng hạn. Đó, thì chúng ta cũng sẽ có những cái video để chúng ta nhanh chóng khắc phục lại như bình thường. Ok, và những cái chia sẻ của Belo về G-Shock GA100CM5A trong video clip live stream này thì mình rất là mong nó sẽ đem lại những cái thông tin hữu ích cũng như là những cái hình ảnh hết sức là chân thực. Nó hết sức là chân thực và hết sức là trực quan dành cho các bạn G-Shock fan ở xa mà không có dịp đến trực tiếp Belo trải nghiệm. Đó, và nếu mà các bạn có dịp qua Belo thì các bạn hãy qua Belo Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là showroom bán hàng và chăm sóc khách hàng chính thức và duy nhất của Belo tại Hà Nội. Đó, đây là một địa điểm rất đẹp ngay tại bờ hồ Hoàn Kiếm và đối diện Tham Rùa. Ok, chúng tôi cũng sẽ thay pin đồng hồ chính hãng miễn phí trọn đời cho các bạn tại đây, và vệ sinh đồng hồ của bạn bằng sóng siêu âm miễn phí trọn đời tại đây luôn. Ok, và điểm qua một chút thì chúng ta sẽ có cái tem vàng chống giả phía sau nắp lưng khi các bạn đặt mua này. Chúng ta sẽ có thẻ bảo hành quốc tế 5 năm này. Đó, chúng ta sẽ có thẻ thay pin G-Shock miễn phí trọn đời. Đó, sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Đó, về sách về thông tin về bảo hành quốc tế, rất rất là nhiều những cái ưu đãi được tặng kèm các bạn như vậy. Và với chiếc G-Shock GA100CM5A này thì Belo có chuẩn bị sẵn một cái vòng đeo tay G-Shock màu nâu đen. Đó, màu nâu tích đen. Đó, Belo làm ra cái vòng đeo tay này cũng xuất phát từ cái phiên bản phối màu camouflage màu nâu này mà Belo rất là thích. Do đó là dành riêng một cái phiên bản vòng đeo tay cho phiên bản GA100CM5A này. Rất là đẹp phải không các bạn? Ok, và
Vâng, và xin chào bạn Thắng. Thì nếu mà các bạn muốn thay màu chiếc G-Shock này thì các bạn có thể đặt mua bộ vỏ của GA100CM4 hoặc 100CM8, nó có thể là màu đỏ hoặc là màu xám. Chúng ta sẽ có một bộ dây vỏ hoàn toàn mới đó, và chúng ta sẽ thay đổi, thường xuyên thay đổi đi, nó cũng rất là dễ dàng thôi đó. Thì các bạn có thể liên hệ đến inbox của G-Shock VN hoặc là liên hệ đến hotline đó, để chúng tôi có thể tư vấn chính xác hơn dựa trên cái đúng cái nhu cầu của bạn cũng như là cái đồng hồ G-Shock mà bạn đang dùng. Ok, và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn trong video clip ngày hôm nay của Belo đó, và rất là mong gặp được trực tiếp các bạn tại Belo Lê Thái Tổ số 46 Lê Thái Tổ bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ok, rất mong sớm được gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.